Ngay sau khi danh sách 39 người thiệt mạng trong xe container vừa xảy ra hôm 23 tháng 10 được công bố danh tính là người Việt Nam, thì cũng là lúc mà mọi người thân và thậm chí là đồng bào ở quê nhà cùng tiếc thương và đau xót. Buổi lễ tiễn đưa những nạn nhân xấu số được diễn ra trong một nhà thờ tại Anh với không khí vô cùng xúc động. Đằng sau những con người này là câu chuyện vô cùng cảm động. Mỗi người khi ra đi, họ đều có ước nguyện. Theo báo Thanh niên điện tử, đồng loạt các cơ sở sinh hoạt tôn giáo của người Việt tại London, Birmingham thực hiện nghi thức nguyện cầu tiễn đưa 39 nạn nhân trước khi thi thể của họ được hồi hương. Lại hơn một lần, nước mắt lan dài trên gương mặt cộng đồng người Việt. Trước khi được công bố danh tính, người ta chỉ mong cho đồng bào mình không có mặt trên chuyến xe tử thần này. Thế nhưng, tất cả 39 người trong số này đều là người Việt. Tuổi đời còn rất trẻ, có những em chỉ mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên. Những người Việt Nam ở quê nhà chỉ mong sớm đưa các em trở về với đất mẹ. Cộng đồng người Việt thuộc các tôn giáo khác nhau tại Anh quyết định thực hiện nghi thức tiễn đưa, mong các nạn nhân sớm hồi hương. Linh mục Simon Nguyễn Đức Thắng, phục vụ tại nhà thờ Thánh Danh Chúa và Đức Mẹ Thánh Tâm, chia sẻ với phóng viên Thanh Niên: "Tôi có thỉnh cầu được làm nghi thức tiễn đưa 39 nạn nhân tại bệnh viện Broomfield, nơi đang quản thi hài của 39 nạn nhân. Hoặc là trước khi các thi hài lên máy bay về nước, nhưng mà đang chờ sự đồng thuận của cảnh sát Essex. Trong lúc chờ đợi thì công đoàn công giáo chúng tôi tại London quyết định tổ chức một lễ cầu nguyện chung cho các nạn nhân, những người đã chết đau thương nơi đất khách, mong họ sớm trở về yên nghỉ trong bình an của đất mẹ." Ước tính thì khoảng 300 kiều bào Việt cùng những người bạn bản xứ đã tụ họp lại Thánh đường Thánh Danh Chúa và Đức Mẹ Thánh Tâm ở Balcombe Lane cùng hợp lời khấn nguyện dành cho 39 nạn nhân. Trong lúc cử hành nghi thức, Linh mục Nguyễn Đức Thắng kể lại với cộng đoàn câu chuyện những ngày ông đến bệnh viện giúp nhận diện thi thể. "Thứ hai ngày 4 tháng 11, khi tôi đến, các thi thể vẫn trong tình trạng bảo quản tốt, khuôn mặt các em tươi tỉnh như đang ngủ. Nhưng sang đến ngày thứ tư mùng 6 tháng 11 thì đã thấy dấu hiệu thay đổi, thi thể xuống màu. Sang thứ năm ngày mùng 7 tháng 11 thì bắt đầu có mùi, nên cũng từ ngày đó thì cảnh sát chấm dứt việc đến nhận diện, đưa các thi thể lưu trữ đặc biệt ở nhà xác để bảo quản vấn đề vệ sinh sức khỏe." Buổi lễ có hình ảnh của 8 nạn nhân đã được gia đình từ Việt Nam đồng thuận chia sẻ đến cộng đồng, và đằng sau hình ảnh ấy không chỉ là câu chuyện đau buồn của hành trình gian khổ trên đường vào Anh, câu chuyện tử nạn thương tâm mà còn nhiều nỗi đau khác. Đó là sự ra đi của người mẹ, để lại chồng và đứa con thơ. Đó là cặp vợ chồng cùng cảnh ngộ trong container, để lại hai đứa con 4 tuổi và 2 tuổi nơi quê nhà. Cộng đồng chung tay. Linh mục Simon Nguyễn Đức Thắng nói trong xúc động: "Anh chị em luôn nhớ, đằng sau những con người này là câu chuyện vô cùng cảm động. Mỗi người khi ra đi, họ đều có ước nguyện. Tôi được biết, hai vợ chồng này có mong ước sau này sẽ bảo lãnh hai đứa con sang Anh để chúng có điều kiện ăn học tốt hơn. Nhưng ước mơ ấy không thành. Cộng đoàn chúng ta ở đây có thể thay mặt cho hai em ấy để giúp họ hoàn thiện ước mơ. Mỗi người chung tay, đóng góp, lập quỹ nhờ các nhà chuyên môn về tài chính tư vấn, tính cách thu chi, giúp cho các cháu nhỏ khi lớn lên có điều kiện ăn học đầy đủ." Có mặt trong buổi lễ hôm ấy có rất đông các bạn trẻ đến từ quê hương của những người bị nạn. Nhiều trong số họ qua Anh bằng con đường tương tự, nhưng may mắn hơn khi chuyến đi được cập bến bình an. Đứng rất lâu trước bàn thờ lập nên, đặt ngay gian cung thánh, một bạn nam hai tay bưng mặt giàn giụa nước mắt. Câu chuyện vào Anh được bạn kể: "Em vào Anh cách đây 2 năm, cũng ngồi xe container, chuyến đi ấy suôn sẻ. Khi đi không có hình dung nhiều về sự nguy hiểm. Khi biết tin các bạn đi chuyến này tử nạn, từ hôm ấy đến giờ, những giờ phút ngồi container cứ ám ảnh em. Nhắm mắt lại, em có thể hình dung rõ trong đầu vị trí mình ngồi container ngày ấy. Và mỗi lần nghĩ vậy, em lại đặt bản thân vào không gian pit bùng, thấy rõ cảm giác chật người, ngột ngạt, tưởng chừng như là sự chết dần mòn của các bạn ấy. Thật là khủng khiếp." Trong nghi thức nguyện cầu tiễn đưa, 39 bạn trẻ có cùng quê hương với các nạn nhân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, đại diện cho cộng đoàn dâng nén hương lên bàn thờ tưởng niệm với ý nguyện: "39 người chúng tôi cũng cùng tuổi các bạn, cùng quê hương như các bạn. Nhiều người trong số chúng tôi cũng vào Anh bằng con đường như các bạn. Chúng tôi có mặt nơi đây hôm nay vì may mắn hơn. Xin thắp nén hương tiễn biệt, mong ngày về của các bạn được suôn sẻ, bình an." Cùng ngày thì các cơ sở tôn giáo khác như là chùa Linh Sơn ở London, chùa Từ Đàm ở Birmingham đồng loạt tổ chức lễ cầu siêu dành cho 39 nạn nhân trong thảm kịch Essex. Cảnh sát Essex cũng sẽ làm buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân với sự tham gia của kiều bào London vào ngày 14 tháng 11 sắp tới.
Kể từ ngày 23 tháng 10, phát hiện chiếc xe container chở 39 nạn nhân của một vụ vượt biên quy mô lớn được tìm thấy ở Anh. Sau 18 ngày làm việc đầy căng thẳng, nỗ lực của cảnh sát Essex Anh để xác minh chính xác danh tính của các nạn nhân Việt, công tác điều tra danh tính 39 nạn nhân đã hoàn tất. Tuy nhiên thì còn một điều chúng ta mong mỏi, đó là nguyên nhân của cái chết đau lòng này. Họ chết vì ngạt, chết vì cóng hay là vì một lý do nào khác mà cho tới thời điểm hiện tại thì chưa ai trong chúng ta có được một kết luận chính xác. Nhưng công việc của cảnh sát Essex vẫn chưa dừng lại ở việc xác định danh tính, xác định nguyên nhân chết. Họ vẫn đang tiếp tục không mệt mỏi để thực hiện ý nguyện còn lại của thân nhân, phối hợp giới chức liên quan của Việt Nam nhằm chuyển các thi thể về lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Có nhiều thông tin về cả thời gian và chi phí để đưa 39 nạn nhân xấu số về nước. Có nguồn tin cho rằng các nạn nhân sẽ được đưa vào ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 11 hoặc là Chủ nhật mùng 10 tháng 11. Tuy nhiên mới đây nhất thì thông tin cuối cùng về thời gian các nạn nhân về nước được cập nhật đến sáng ngày 11 tháng 11 là thứ Ba hoặc thứ Tư sẽ về tới sân bay Nội Bài để gia đình thân nhân nhận thi thể. Bên cạnh đó thì cũng có thông tin cho rằng trong số 39 thi thể xấu số được tìm thấy trong thùng container ở Anh, chỉ có 38 thi thể trở về nước. Nhiều người đang thắc mắc là còn một người tại sao phải ở lại Anh Quốc. Thực ra thì còn một nạn nhân không về lại Việt Nam do có bố mẹ đã đến nhận cho cốt tại Anh. Ban đầu có nguồn tin cho rằng cậu bé này mồ côi vì không ai liên lạc để nhận thi thể. Được biết thì sau khi con mất, bố mẹ của cậu bé này đã khá đau lòng, nhưng vì cũng là người di cư bất hợp pháp, người mẹ thì làm trông trẻ, người bố thì làm thợ xây, đời sống cũng khá bấp bênh nên là họ cũng rất đắn đo đến nhận thi thể của con dù rất đau lòng. Nhưng qua quá trình được người nhà động viên thì họ đã đến nhận thi thể của con trai mình, tuy nhiên thì họ muốn nhận cho cốt của con trai mình chứ không phải là nhận thi hài.